đã mời tất cả quý vị đang xem show Lửa Hồng. Hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp lại làm một món ăn cho ngày Tết nữa, tại vì Tết sắp đến rồi. Mà cho dù không phải ngày Tết đi, ngày thường mình làm ăn cũng được đúng không? Đâu phải cứ ngày Tết lại ăn đâu. Giống như bánh chưng bánh tét đó quý vị, ngày thường mình dùng cũng được vậy. Cứ Tết là phải ăn sao? Nhưng mà Tết mình dùng những cái món ăn cổ truyền của người Việt Nam mình thì nó thêm phần ý nghĩa hơn và đầm ấm, rồi làm cho mình nhớ lại những cái Tết năm nào mình ở quê nhà. Thì hôm nay Xuân Hồng mời quý vị vào bếp làm một cái món ăn cũng cho ngày Tết hoặc là ngày thường, làm cho mấy ông ngồi nhâm nhi cũng được. Đó là tai heo ngâm giấm. Xin mời quý vị vào bếp. Thưa quý vị, để làm tai heo ngâm giấm thì chúng ta cần phải có tai heo. Rồi, chút xíu nữa Xuân Hồng sẽ nói về cách sơ chế những cái tai heo như thế này, làm sao cho sạch, đúng không ạ? Thì đây là những cái tai heo Xuân Hồng đã sơ chế, đã rửa sạch sẽ rồi, nhưng mà còn nhiều lắm, còn nhiều công đoạn để làm cho cái tai heo sạch lắm. Nói thật lòng luôn nha, những cái món ăn ví dụ như giò thủ, tai heo ngâm giấm, ví dụ vậy đi, thì Xuân Hồng bao giờ cũng vậy, thích tự tay mình làm hơn, tại vì nó sạch. Nếu mà những cái món giò thủ hay là tai heo ngâm giấm mà mình không làm sạch sẽ, quý vị ăn không thể là ngon được, không thể là ngon miệng được. Mình phải chế biến làm sao cho thực sạch sẽ, thơm, nức mũi luôn thì mới là món ăn ngon. Thì chút xíu Xuân Hồng sẽ trở lại với quý vị nha. Bây giờ đầu tiên hết, mình phải nấu nước giấm, cái đó mới là quan trọng. Nấu cái nước giấm với đường làm sao để cái vị chua, vị ngọt nó tương xứng với nhau. Và khi Xuân Hồng làm món tai heo ngâm giấm, Xuân Hồng không cho tí ti nước nào hết, chỉ giấm và đường mà thôi. Cho nên khi quý vị ngâm tay heo vào trong nước giấm đường này, quý vị để ở ngoài 3 ngày là quý vị ăn được rồi, thậm chí 1 ngày hôm sau là ăn được rồi. Và nếu mà khoảng 3-4 ngày sau quý vị cảm thấy là vừa ăn rồi thì quý vị cho cái hũ tay heo ngâm giấm vào tủ lạnh, quý vị để bao nhiêu tuần cũng không có sao hết trơn á nha, để mình dùng trong những ngày Tết. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy một cái nồi để mình nấu giấm đường. Xuân Hồng cho vào đây là 2 chai giấm gạo. Giấm gạo là rice vinegar. Rice là gạo, vinegar là giấm, giấm gạo. Mỗi chai có trọng lượng là 21 oz. 21 oz tức là 600 g đó quý vị nha. Hai chai như thế này, giấm gạo hiệu nào cũng được hết. Quý vị đừng có dùng giấm trắng trong cái bình nhựa, vì cái giấm đó nó rất là nồng. Và cái giấm đó Xuân Hồng thấy chế biến món ăn không có ngon, mà mình dùng để mà rửa cá, rửa thịt cho nó sạch sẽ thôi. Còn giấm gạo thì mình mới ăn được đây nè. Xuân Hồng dùng 2 chai giấm gạo, mỗi chai có trọng lượng là 21 oz. Cho vào đây. Với liều lượng giấm như thế này, quý vị ngâm được 6 đến 8 cái tai heo. Nếu mà tai nhỏ, quý vị có thể ngâm được 10 cái tai heo. Còn nếu tai lớn lớn chút xíu, 6 cái. Tai heo vừa vừa được 8 cái. Và bây giờ Xuân Hồng cho vào đây là 3 khắc đường cát. 3 khắc đường cát nha. Thì rất đông quý khán giả ở nước khác, nước Việt Nam, nước Pháp, nước Úc, cứ email cho Xuân Hồng hỏi là 1 khắc là bao nhiêu ml, 1 khắc đường là bao nhiêu gram. Thì quý vị lên internet đổi ra dùm cho Xuân Hồng nha, đâu có gì đâu, rất là dễ. Quý vị chỉ type vào, mình đánh máy vào là 1 khắc đường là bao nhiêu gram, bằng tiếng Anh cũng được, đúng không ạ? Là nó ra cái đường, việc đo lường, cái website đo lường để mình đổi. Rồi bây giờ Xuân Hồng trở lại cái món tai heo ngâm giấm của mình. Thì Xuân Hồng cho vào đây là 3 khắc đường cát với 2 chai giấm gạo. Xuân Hồng cho vào 3 khắc đường cát nha. Thì cái vị giấm, cái vị nước giấm để mà mình ngâm tai heo nó phải chua chua, ngọt ngọt, không quá chua cũng không quá ngọt, cái vị nó đậm đà, nó vừa vừa như vậy. Rồi Xuân Hồng cho vào đây khoảng 2 muỗng canh đến 3 muỗng canh muối. Nếu quý vị muốn khi mà mình luộc tai heo rồi á, mình cho gia vị rồi đó, thì mình cho muối khoảng 2 muỗng canh thôi. Còn nếu mà tai heo mình cho ít muối thì mình cho 3 muỗng canh, tùy theo. Thì Xuân Hồng cho vào đây là 2 muỗng canh rưỡi muối nha. 1 nè, 2 nè, 2 muỗng canh rưỡi muối. Rồi chỉ có vậy mà thôi, chúng ta không có cho bột nêm gà gì hết. Tại vì cái tai heo ngâm giấm, mình muốn cái tai heo sau khi ngâm giấm xong nó phải trắng. Mà tại sao mình không có dùng phèn chua? Quý vị thấy ngoài chợ người ta cũng bán tai heo ngâm giấm, người ta dùng phèn chua để tẩy cái lỗ tai heo cho nó trắng ra, đẹp lắm. Nhưng mà Xuân Hồng lại nói thôi không được, mình không có dùng phèn chua. Nhiều khi là quý vị lại sợ nói là hóa chất, đúng không? Cho nên là khi mình rửa tai heo, mình luộc tai heo, mình trụng tai heo cũng có chút xíu giấm vào.
Và bây giờ cái nước giấm để mà mình ngâm cũng hoàn toàn không có phèn chua trong đó nha. Thì mình chỉ có là 2 chai giấm gạo, 3 khắp đường cát, 2 muỗng canh rưỡi muối và thêm một thỏi đường phèn như thế này, để cái vị ngọt của cái giấm của mình nó thanh, đồng thời đường phèn nó cũng làm cho cái nước giấm mình nó trong nha. Thu Hồng cho khoảng 1 đến 2 miếng đường phèn nhỏ nhỏ. Rồi, tất cả mình khuấy cho tan và cho lên bếp nấu cho sôi. Đó, Thu Hồng khuấy đường cho nó cạn chút xíu. Khi nước giấm này sôi, quý vị để hạ lửa xuống, để lửa nhỏ nhỏ riu riu khoảng 10-15 phút sau chúng ta mới tắt lửa. Tại vì cái nước giấm, nước đường gì đó mà mình muốn ngâm những cái thức ăn của mình phải cho sôi thật kỹ thì mới để được lâu. Và để cái nước giấm này cho thật nguội. Xu Hồng nhắc lại là thật nguội, nguội ơi là nguội, khoảng để qua một đêm đi quý vị. Tại vì nếu mà nước giấm này nó còn ấm ấm, nó còn nóng, mình ngâm vào tai heo sẽ bị hư liền. Tai heo sẽ chảy nhựa ra và sẽ hư liền, không ngon, không giòn đâu. Cho nên cái nước giấm, hỗn hợp giấm này quý vị phải nấu qua một đêm để cho thịt nguội nha. Rồi, xong cái phần nước giấm rồi, bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ nói đến cái tai heo sơ chế như thế nào đây. Giống như món giò thủ của Xuân Hồng, nếu quý vị đã xem cái show giò thủ rồi quý vị thấy Xuân Hồng sơ chế những cái thịt đầu heo, tai heo, lưỡi heo rất là kỹ, thì mình làm giò thủ ăn mới ngon và thơm, chứ thôi nó nghe mùi khó chịu lắm. Thì tai heo cũng vậy, quý vị cho vào cái thau, cho giấm với muối nhiều vô nha, ngâm khoảng 10 phút, sau đó quý vị rửa thật sạch, rồi xả nước lạnh rửa nhiều lần. Rồi, đây là những cái tai heo Xuân Hồng đã rửa giấm muối nhiều lần rồi. Và bên kia, bên này á, là Xuân Hồng có một cái nồi nước sôi. Bây giờ là Xuân Hồng trộn những cái tai heo này trong nước sôi nha. Mà trước khi trộn trong nước sôi thì cái nồi nước sôi này Xuân Hồng cho chút xíu giấm nữa, chút xíu muối nữa, và đặc biệt phải có ít nhất là 1 đến 2 muỗng canh ruột, để khi mà mình trộn cái tai heo trong cái hỗn hợp đó thơm lên, nó thơm phức lên, chứ không thôi là nó nghe cái mùi kỳ lắm. Đó, quý vị thấy cái nồi này là cái nồi nước sôi để Xuân Hồng trộn nè nha. Rồi bây giờ trước khi trộn thì giống như Xuân Hồng nói, Xuân Hồng cho thêm là 1 muỗng canh giấm, giấm trắng, 1 muỗng canh rượu nấu ăn cho nó thơm thơm. Rồi Xuân Hồng cho vào đây là chút muối, 1 muỗng canh muối. Đó, mình chỉ trộn thôi nè. Thì nước đang sôi sùng sục, chúng ta thả những cái tai heo này vào trộn. Trộn làm sao? Trộn để cho nó ra hết những cái chất tanh, chất hôi đi. Mà trong này cái nước có giấm nữa thì cái tai heo mình trộn trong cái nước này nó tai heo mình trắng quý vị, trắng nha. Đó, quý vị trộn. Khi mà nước sôi trở lại thì chúng ta mới đem vớt những cái tai heo này ra. Quý vị mới rửa thật sạch bằng nước lạnh trở lại. Trộn tai heo nè. Rồi sau đó là rửa thật sạch bằng nước lạnh nha, rửa thật sạch bằng nước lạnh trở lại. Đó, sau khi rửa những tai heo đã trộn bằng nước lạnh xong rồi, chúng ta mới bắt đầu đem luộc tai heo cho thật là chín nha. Chín nhưng mà không phải chín mềm đâu, chín nhưng mà vẫn còn có độ giòn của tai heo. Thì trong cái nước luộc tai heo này, Xuân Hồng cũng cho vào đó là rượu nấu ăn, một muỗng canh muối, chút xíu muối. Tại vì hồi nữa cái nước giấm của mình có muối đậm đà rồi thì mình cho muối vừa thôi. Đặc biệt phải có một củ hành tây vào, để khi mình mùa luộc tai heo nó ngọt ngào, nó thơm phức lên ha. Tai heo quý vị luộc trong cái nước như vậy nó thơm đã chớ, nó trắng đã chớ và nó đậm đà. Luộc khi tai heo mà quý vị thấy đũa xiên vào cái tai heo, nó xiên được một cách là ok đó, thì chúng ta vớt tai heo ra rửa lại thật sạch bằng nước lạnh cho trắng, để thật ráo rồi chúng ta mới thái là đi ngâm giấm mà thôi. Giấm thì mình đã có rồi, để qua đêm cho nó nguội rồi đúng không. Tai heo đã luộc với gia vị thơm phức rồi, thái ra những miếng vừa ăn rồi. Rồi, tai heo ngâm giấm đừng quên những cái gì vật liệu sau đây. Quý vị phải có ớt, tỏi thái lát, hành thái lát. Nếu quý vị thích tỏi với hành, mình không cần thái lát, để nguyên củ cũng được, nếu mà mình thích ăn giòn giòn, còn không thì thái lát. Phải có củ kiệu. Củ kiệu thì mình mua những cái củ kiệu người ta muối chua ngọt trong hũ rồi, không cần rửa lại, chỉ vớt củ kiệu ra mà thôi cho ráo nước thôi. Còn hành, tỏi, ớt quý vị phải rửa thật sạch, sau đó ngâm giấm cho Xuân Hồng. Ngâm nước giấm khoảng 10-15 phút để cho những cái vật liệu này khi mà mình ngâm cái tai heo nó không có bị hư. Chứ nếu mà mình không ngâm hành, tỏi với ớt, mình chỉ rửa nước lạnh thôi, mà nước lạnh thì còn đọng ở trong này đúng không, mình ngâm với tai heo thì nó sẽ bị hư, nó mau hư, nó mau hư lắm. Cho nên tốt hơn hết, mình rửa sạch sẽ xong mình ngâm những cái lát tỏi, hành với lại ớt trong hỗn hợp giấm một chút xíu. Thích thì quý vị cho giấm với đường chút xíu nha, để cho khoảng 10-15 phút cũng được, nửa tiếng cũng được, vớt ra để ráo.
thì chúng Xuân Hồng có những cái vật liệu như thế này. Rồi bây giờ tai heo thì đã xong rồi, bây giờ Xuân Hồng đi rửa tai heo cho sạch, rồi Xuân Hồng sẽ cho vào cái nồi bên kia luộc tai heo cho chín nha. Mà trước khi luộc tai heo thì một lần nữa Xuân Hồng cũng cho vào cái nồi luộc là một muỗng canh rượu nấu ăn đó. Xuân Hồng cho rượu nấu ăn vào, và bên này Xuân Hồng cũng cho chút xíu giấm vào đó, cái nước luộc tai heo phải chút xíu giấm và chút xíu rượu nấu ăn. Rồi đừng quên cho chút xíu muối, chút xíu muối cho tai heo mình nó đậm đà. Rồi đừng quên cho củ hành tây nha, củ hành tây cho cắt làm 4, làm 2 cũng được, để cho cái tai heo mình nó luộc trong cái hỗn hợp này nó ngọt nó thơm. Rồi Xuân Hồng cho hành tây vào luôn. Rồi giấm, rượu, muối và một củ hành tây để mà mình luộc rửa tai heo nha. Rồi quý vị thấy giấm mình cho vừa vừa phải thôi, nhưng mà cho nhiều cũng không sao, khoảng hơn một muỗng canh, hai muỗng canh cũng không sao hết, tại vì tai heo không giấm mà, nếu lỡ chua chút xíu cũng là ngâm giấm với lại gì đúng không. Cho nên yên tâm một điều, cái nào mà Xuân Hồng quan trọng thì Xuân Hồng mới cho cân lượng rõ ràng, nhiều hơn chút xíu cũng không sao, ít hơn chút xíu cũng không sao, thì Xuân Hồng độ chừng thôi, thậm chí Xuân Hồng cũng chẳng lấy cái muỗng đâu nữa, Xuân Hồng độ chừng đổ vô thôi. Thì quý vị làm như vậy. Rồi bây giờ xong cái nước luộc sẵn sàng sôi rồi, tai heo đã trụn rồi, bây giờ Xuân Hồng đi rửa tai heo cho sạch. Tai heo sau khi trụng nước sôi rửa sạch, chúng ta cho vào cái nồi nước mà Xuân Hồng nêm gia vị để mà mình luộc tai heo này quý vị. Thực ra cái này Xuân Hồng làm 4-5 cái cho quý vị xem thôi, nhưng mà cái liều lượng giấm đó mình ngâm đủ cho 6-8 cái nha. Rồi tai heo bây giờ mình để đây mình luộc. Rồi xong, luộc tai heo khoảng Xuân Hồng nghĩ khoảng 20 phút đến 30 phút đồng hồ, hoặc là đến khi nào quý vị thấy lấy chiếc đũa quý vị xiên vào cái tai heo thấy nó qua được một cách dễ dàng thì ok. Rồi đem ra rửa lại nước lạnh cho Xuân Hồng, rồi để thực ráo nha. Thì đây là mình có những cái tai heo mà Xuân Hồng đã rửa sạch sẽ, đã luộc chín này nọ rồi, đã sơ chế này nọ cho quý vị xem rồi. Thì quý vị bắt đầu việc kế tiếp là chỉ việc là thái tai heo ra thôi. Thì ở dưới này Xuân Hồng đã có những cái tai heo Xuân Hồng đã thái sẵn ra rồi. Thì bây giờ bước kế tiếp là chúng ta thái, Xuân Hồng thái hai cái còn lại cho quý vị xem. Thì tai heo sau khi luộc chín, rửa sạch thì chúng ta thái làm hai theo chiều dọc. Tại vì nếu mình để như thế thì nó dài quá. Rồi sau đó quý vị thái những miếng vừa ăn, đừng mỏng quá mà cũng đừng có dày quá nha. Mỏng mỏng như thế này đây thì ăn nó mới giòn, nếu mà mỏng quá thì lại không giòn, mà dày quá thì đâu nên nó cứng. Cho nên quý vị thái những miếng vừa ăn như thế này. Đó quý vị thấy, luộc tai heo đừng có luộc quá nhiều thì nó mất cái độ giòn đi. Đó. Xuân Hồng nói lại là tai heo mình thái theo dọc cái chiều dọc làm hai, rồi sau đó mình mới thái cái chiều ngang những miếng mà mỏng vừa ăn, đừng có mỏng quá mà cũng đừng có dày quá như thế này đây. Bước kế tiếp là chúng ta chỉ việc là trộn đều cái tai heo đã thái với lại những cái vật liệu này là hành, tỏi, ớt, kiều, rồi mình mới cho vào cái hũ mình chế cái nước giấm mà mình đã nấu sôi để nguội rồi, chế nước giấm vào vậy thôi. Vậy là xong rồi quý vị, coi như là xong một cái món ăn mà rất là dễ làm cho ngày Tết đó. Còn thái cho quý vị xem rồi ha, rất dễ làm, nhanh gọn lẹ nhưng mà lại ngon, nhất là mình làm ở nhà. Cái món này không thể nào mà mình chính tay mình làm mình ăn nó yên tâm đúng không ạ. Rồi trộn cái những cái tai heo đã thái với kẹo với những cái thứ mà Xuân Hồng để trên dĩa này, cho vào cái hũ chế nước giấm đã nguội vào nha, nước giấm nấu đã nguội vào. Quý vị kiếm cái chén hay cái gì dầm cho cái tai heo mà nó chìm trong nước giấm đó, để ngày hôm sau Xuân Hồng ăn thấy ngon rồi, để 3 ngày hôm sau càng ngon. Đến khi nào quý vị thấy ok rồi đó, cái chua ngọt đúng độ mình muốn rồi, cho vào tủ lạnh cho Xuân Hồng ăn cả tuần cũng không sao. Và khi ăn thì ăn kèm với ớt và với lại những cái món khác như là bánh chưng, bánh tét hay là dưa món hay là dưa chua ví dụ vậy. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ lấy cái hũ ra, quý vị sẽ thấy Xuân Hồng trộn vật liệu này và cho vào cái hũ cho quý vị xem nha. Thêm chút xíu nữa. Bây giờ Xuân Hồng sẽ trộn những cái miếng tai heo đã luộc, đã thái như thế này với ớt, rồi hành, tỏi thái lát và kiệu nha. Mình trộn đều lên, mình cho vào trong cái hũ quý vị. Và dùng hũ sành nha, quý vị, hùng hũ thủy tinh nha quý vị nha. Đó, trộn như thế này. Rồi mình cho vào đây. Nếu thích thì quý vị cho thêm ở ngoài viền á, ngoài phía bìa của cái hũ một chút xíu ớt, chút xíu này nọ cho nó đẹp thôi. Tỏi
thì nó thơm hầm, nó làm cho cái thịt của mình thơm. Rồi cứ như vậy quý vị cho đầy một hũ. Rồi sau đó chúng ta sẽ chế nước giấm đường mà nấu sôi vào. Đó, thỉnh thoảng quý vị xếp vài ba cái trái ớt ở phía bên ngoài vắt của cái hũ này. Ở Việt Nam người ta xiên người ta còn xếp nữa kìa. Còn xếp tai heo thành từng dọc phía ngoài. Thôi mệt quá. Mình như vậy ngon là được rồi đúng không ạ? Rồi cho thêm ít lát tỏi lát ớt vào nè. Đó. Đó, quý vị thấy không? Ngon không? Ngon ha. Rồi, cho thêm vài ba lát tỏi ớt lên trên nữa, kiệu nữa. Rồi xong ha, để qua một bên. Đó, quý vị nhìn thấy hấp dẫn chứ không? Nhìn cái nó điều điện chút xíu, mình cũng cho xếp những cái hành tím lên dưới đi, bên ngoài bắp. Rồi mình dùng thêm cái hũ này, tại vì hũ xương hồng nhỏ quá, xương hồng cho thêm cái hũ này. Sau đó là mình cho giấm với đường vô nha quý vị. Nếu thích thì cho ớt vào trong vắt, xếp ớt kiệu vào trong vắt của cái hũ cho nó nhìn hấp dẫn. Tỏi, hành, rồi tiếp tục xếp vào. Thực ra quý vị biết tại sao mà Tết người ta làm những cái món ăn mà để lâu như vậy không? Tại vì Tết á, quý vị thấy là ai cũng bận rộn hết, không có ai mà vào bếp nấu nướng từng bữa một. Cho nên các bà, các mẹ ngày xưa làm những cái món ăn mà để được mấy ngày trong Tết như vậy, không cần phải nấu nướng, đúng không ạ? Khách đến nhà chỉ gắp ra mà thôi. Đó. Thì những cái món này á, là những cái món cho ngày Tết ở Việt Nam nè. Tại Việt Nam thường Tết là khách khứa đến nhà đông lắm, họ hàng rồi gia đình bạn bè đến chúc Tết thì mình phải có chút xíu gì đó cho khách nhâm nhi. Thì những cái món ăn chế biến mà mình để được lâu như thế này đó thì rất là tiện, đúng không? Khách đến chỉ lấy cái hũ tay heo ngâm giấm ra rồi gắp ra cái dĩa thôi, rồi thêm vài con tôm khô nữa cho cái ông nhâm nhi với chai bia hay ly rượu thôi là xong rồi. Rồi bây giờ Xuân Hồng mới bắt đầu chế giấm vào. Giấm đã đun sôi để nguội, chế vào đây. Rồi quý vị có thể lấy cái gì đó dằn nó xuống và đậy nắp lại. Rồi quý vị để khoảng qua một ngày thôi là Xuân Hồng thấy ăn được rồi, hoặc là 3 ngày là Xuân Hồng thấy ngon lành nhất. Còn nếu mà quý vị nói thôi tôi muốn chua nữa, để 4-5 ngày đó sao đâu, rồi sau đó bỏ tôi làm cho Xuân Hồng nha. Rồi bây giờ Xuân Hồng tiếp tục bỏ giấm vào đây để qua ngày hôm sau mời quý vị dùng thử. Nhưng mà quý vị yên tâm đi, Xuân Hồng đã có một hũ rồi, làm sẵn rồi, gấp ra đĩa liền để mời quý vị dùng đây nè. Cảm ơn quý vị nhiều. Đây là hũ tai heo ngâm giấm mà Xuân Hồng làm được 2 ngày rồi. Để mình làm xô đó quý vị, thì bây giờ Xuân Hồng sẽ gấp ra dĩa để mời quý vị dùng. Thì tai heo đó quý vị để ngay chính giữa nha. Rồi mở ra thơm quá quý vị, tại vì mình sơ chế rất là kỹ quý vị biết mà. Đó, tai heo quý vị gấp ra để ngay ở giữa. Mà mình hoàn toàn không có dùng phèn chua để mà luộc tai heo, cho nên cái tai heo của mình nó trắng một cách tự nhiên từ mình tẩy rửa sạch bằng giấm với muối. Rồi sau đó mình luộc với gia vị và củ hành tây nữa quý vị nhớ không? Đó, tai heo quý vị gấp ra và cho ngay chính giữa dĩa. Để Xuân Hồng trình bày một cái dĩa này cho mấy ông mà đang muốn nhìn là muốn ngay một chai bia hoặc là một ly rượu đế liền nha. Đó, tai heo ngâm giấm quý vị để ngay chính giữa. Để nhìn nhiều một chút trên không, mấy ông nói sao ít quá không đủ mồi cho tôi nhậu. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ để những cái trái ớt mà mình mâm ngâm chua luôn trong này. Đó. Bước kế tiếp là quý vị để những cái lát tỏi hoặc là củ tỏi. Nếu mà quý vị ăn mà cảm thấy để lâu á thì Xuân Hồng để luôn củ. Còn quý vị muốn thích mùi tỏi đừng có hăng quá á thì mình để từng lát, thì Xuân Hồng để nguyên củ với tỏi luôn như thế này. Rồi ha, ớt sau khi mình xếp lên hết rồi ha, rồi mình mới bắt đầu nè, cho tỏi với hành lên. Những cái tỏi để xen kẽ. Rồi hành cũng vậy nữa, hành hương đó quý vị. Quý vị để nguyên củ như Xuân Hồng cũng được, hoặc là thái lát giống như hồi nãy Xuân Hồng làm xô cũng được, sao cũng được hết. Hành hương cũng để xung quanh. Sau khi quý vị xếp tai heo ở giữa, hành hương xung quanh, ớt xung quanh, thì chúng ta bắt đầu đắp những cái củ kiệu mà hồi nãy mình trộn trong tai heo luôn đó quý vị nhớ không?
kiệu lên, không thể nào thiếu kiệu được đúng không ạ? Kiệu chua chua ngọt ngọt, quý vị đừng có rửa đi, dùng trong những cái hũ kiệu chua ngọt á. Rồi xếp những cái hũ kiệu ra đây. Rồi bây giờ Xuân Hồng sẽ cho tôm khô xung quanh thêm mấy hũ kiệu nữa nha, tại có tôm khô thì nó hao kiệu lắm, Xuân Hồng phải đi kiếm thêm mấy hũ kiệu nữa. Rồi thêm cái ớt nữa, có cái gì cũng thêm hồi nữa bán lỗ quá. Rồi thêm miếng tai heo. Ok rồi, bây giờ để cái hũ này qua một bên. Bước kế tiếp là Xuân Hồng sẽ cho những con tôm khô đỏ âu tươi rói rói như thế này xung quanh cái dĩa, cho mấy ông nhâm nhi đó. Tôm khô, củ kiệu, tai heo, băm giấm thì còn gì bằng đúng không ạ? Rồi bước kế tiếp là Xuân Hồng cho những cái cọng hành lá Xuân Hồng tước ra, xong rồi tí mình cho lên trên mặt như thế này cho đẹp, ngon nữa, ăn luôn những cái cọng hành lá nha. Đó rồi, xong rồi quý vị, coi như xong một món ăn rất ngon, dễ làm đó. Quý vị thấy là tai heo ngâm giấm rồi mình trình bày như thế này để cho mấy ông nhìn là muốn cho tôi chơi bi đi, cho tôi ly rượu đế đi. Tại vì nhìn như vậy à, ông nào ông không muốn nhậu đúng không? Cho nên cái món này Xuân Hồng hy vọng là các cô các bà vào bếp làm cho ông xã mình, hay là bạn thân của ông xã mình đến nhậu trong cái dịp Tết năm nay, hoặc là ngày thường cũng được, không phải Tết đâu, ngày thường làm cho gia đình mình lẫn hết. Xuân Hồng cảm ơn quý vị nhiều nha. Bây giờ Xuân Hồng lấy cái đũa gắp một miếng tai heo ăn để coi như thế nào, coi nó đậm đà, nó giòn như thế nào nha. Mặc dù Xuân Hồng không có nhâm nhi với rượu với bia, nhưng mà mình ăn không thôi, phá mồi, cái mình gọi là phá mồi. Tai heo rất thơm, giòn, chua chua ngọt ngọt, rất là vừa miệng. Ăn thêm miếng củ kiệu. Ngon lắm quý vị. Cái món này Xuân Hồng nghĩ là quý vị nên làm trong dịp Tết năm nay. Có nhiều quý vị thì thấy Xuân Hồng bỏ hình cái tai heo ngâm giấm trên Facebook thì email cho Xuân Hồng nói đầu mua. Nhưng mà Xuân Hồng xin lỗi là Xuân Hồng không có làm để bán được, tại vì bận rộn cho nhà hàng với lại công ty mỹ phẩm Sanoderm quá. Chưa kể bận rộn quay show Lửa Hồng cho quý vị xem nữa nè. Cho nên quý vị vào bếp làm nha. Xuân Hồng chúc tất cả quý vị có một ngày thật là an lành, một năm mới an khang thịnh vượng, nhiều may mắn và nhiều sức khỏe. Và cũng không quên cảm ơn quý vị ủng hộ Xuân Hồng trong thời gian qua, ủng hộ show làm đẹp, ủng hộ mỹ phẩm Sanoderm và dầu gội đầu Sanoderm Organic 100% nữa, rồi ủng hộ nhà hàng Nha Trang của Xuân Hồng nữa. Xuân Hồng rất là biết ơn quý vị, tại vì quý vị không ủng hộ Xuân Hồng không thể nào có cơ hội để mà làm những công việc mình yêu thích và còn đứng đây làm show Lửa Hồng cho quý vị xem. Một lần nữa cảm ơn quý vị và xin chào tạm biệt.